Sắp tới thì cô cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh K5 là luôn luôn tự tin với bản thân mình, với sự dìu dắt của thầy cô, cũng như là trưởng thành trong cái bản thân mình cũng như trong việc học tập, làm sao giúp cho cái giá trị nhân văn của thầy lan tỏa tới tất cả mọi người. Tôi cũng là một cựu học sinh của thời cấp 3. Và bây giờ thì mình lấy tư cách của một cựu học sinh thì cũng chúc các bạn là có một kỳ thi đại học là thành công, gọi là thành công mới, để mà có một cái thế hệ tương lai, một cái thế hệ tràn đầy năng lượng để chào đón cho cái nền kinh tế của Việt Nam mình đang khan hiếm cái nhân tài. Chúc các bạn sẽ thành công tốt đẹp. Còn vẫn quyết tâm cố gắng, mà nhất là được hôm nay được nhận là sinh viên của trường rồi thì con đấy là một cái động lực nữa để con tự tin hơn để thi kết quả tốt hơn, có những điểm số tốt hơn nữa. Mong muốn là tất cả mọi người cũng có một năm học thật là tốt. Em xin chúc tất cả các bạn là hoàn thành tốt kỳ thi cuối cùng của đại học sinh này và chúc các bạn có một tương lai tươi sáng. Sắp tới thì cô cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh K5 là luôn luôn tự tin với bản thân mình, với sự dìu dắt của thầy cô, cũng như là trưởng thành trong cái bản thân mình cũng như trong việc học tập, làm sao giúp cho cái giá trị nhân văn của thầy lan tỏa tới tất cả mọi người. Rất là biết ơn các bạn.